thua ngược Trung Quốc, tuyển Việt Nam mất vé chính thức đi World Cup. Vòng playoff tranh vé đi World Cup 2023 đang chờ thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tuyển nữ Việt Nam vừa thua ngược Trung Quốc 1-3 ở tứ kết Asian Cup 2022. Ngay phút 11 tuyển Việt Nam đầy thuận lợi về mặt tâm lý khi có bàn thắng trước do công của Thiết Dung từ pha phản công. Yếu tố tâm lý hưng phấn nhờ có bàn thắng sớm, tuyển Việt Nam duy trì thế trận và lợi thế tốt. Cho đến phút 25 từ pha tấn công dọc sườn của Trung Quốc, Hoàng San San có pha lật bóng cắt mặt cầu môn Kim Thanh. Thủ môn của Việt Nam lao đang đẩy bóng thiếu lực và Oan Sung lao đến đệm bóng cận thành San bằng 1-1 cho Trung Quốc. Đó cũng là tỷ số tạm thời ở hiệp 1. Sang hiệp 2, Trung Quốc gia tăng sức tấn công và chỉ trong vòng 3 phút từ phút 52 đến 54, lại Oan San San và Tan Jiali lần lượt đưa Trung Quốc vượt lên dẫn 3-1 bằng những pha xử lý kỹ thuật rồi ra chân dứt điểm. Đến giữa hiệp 2, thấy tình hình khó cải thiện về thế trận và tỷ số, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho Thiết Dung ra nghỉ để dành cho vòng playoff. Phút 87, Việt Nam được hưởng phạt đền khi Thùy Trang dứt điểm bóng trúng tay Lee Moon Won. Trên chấm 11m, Đức Thùy lại sút bóng quá căng, bóng liếm phần trên của xà ngang bỏ qua cơ hội rút ngắn 2-3. Thật đáng tiếc, các cô gái Việt Nam đã chơi một trận đầy quyết tâm, song vẫn chưa thể ngang ngửa với các cầu thủ nữ Trung Quốc và phải chấp nhận thua 1-3 và đi tranh vòng playoff. Ở các trận tứ kết khác, Úc bất ngờ thua Hàn Quốc 0-1. Còn Nhật thắng Thái Lan 7-0. Trận tứ kết cuối cùng diễn ra lúc 21 giờ là cuộc chạm trán giữa Đài Loan và Philippines.